Bây giờ món cá liềm kiềm chiên giòn của mình đã gần chín rồi cả nhà. Giờ mình lấy dĩa mình gấp ra bắt đầu mình ăn cơm thôi. Ôi, để cái dĩa này cho nó gáo dầu phải không? Để nhìn là cái dĩa là biết liền. Nó bụng chưa? À. Ờ, đi dọn rồi nè.